trên mạng xã hội, nam em là tâm điểm của truyền thông và được dân tình chú ý những ngày qua. Sau nhiều ngày gây náo loạn showbiz, người đẹp khiến mọi người chú ý khi kể về tai nạn thẩm mỹ, gương mặt ngày càng thay đổi. Thời gian qua, nhiều người nhận xét gương mặt nam em đã thay đổi nhiều, điển hình là việc gò má hóp lại và phần cằm nhọn hơn trước. So với trước đây, người đẹp gốc Tiền Giang được cho là trông hốc hác hơn nhiều. Vừa qua, nam em lại tiếp tục livestream giao lưu với khán giả. Đáng chú ý, cô cũng hé lộ lý do gương mặt của bản thân thay đổi rõ rệt. Cụ thể, cô cho biết ban đầu chỉ muốn thay đổi phần nọng. Tuy nhiên, trong lúc hôn mê, cô đã bị chỉnh sửa ở phần gò má. Điều này khiến nam em không khỏi hoang mang và có phần tiếc nuối gương mặt cũ của mình. Cụ thể, nam em cho biết, để kể nghe vụ tại sao cái mặt nó hóp. Trời ơi, tức muốn điên, lúc đó mọi người chê tôi mập mà tôi có cái nọng dưới đây nè, mà nhiều người nói nọng đó là phúc mà tôi lại rất ghét nọng này nữa chứ. Tôi mới nói, bác sĩ ơi, ghét cái nọng quá, mình cũng rõ ràng là đẩy xuống mình lấy cái này nha. Ông ok, ngủ dậy mọi người biết ông chỉnh gì không? Ông chỉnh hai gò má tôi nè. Ông nội ơi, trời ơi, mình tỉnh dậy, mình kiểu mình chỉnh cần chỉnh chỗ này thôi, ông chỉnh luôn chỗ này làm chi vậy? Cách đây không lâu, nam em cũng từng chia sẻ về trải nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi của mình khi một cư dân mạng bình luận, mắt nam em ngày xưa mới đẹp. Cô chia sẻ, đúng là mắt hồi xưa đẹp, nhắc tới buồn, nhưng biết sao giờ, đâu thay đổi được nữa đâu. Ngày xưa sợ xấu, nhưng bây giờ hết sợ rồi nên cảm thấy đỡ buồn, chứ ngày xưa với gương mặt này là trầm cảm, chịu không nổi đâu. Cũng trong buổi livestream, nam em đã thừa nhận bản thân đã thực hiện mở góc mắt và nhấn mí như lời cư dân mạng đồn đại trước đó. Tuy nhiên, theo tiết lộ của nữ hoa khôi, mí là bộ phận cô cảm thấy bị lỗi nặng nhất. Từ lúc chị sửa, mắt bị hư, chị thề không bao giờ đụng tới dao kéo nữa. Chị bắt đầu cảm nhận được tác hại nó ghê quá nên chị chấp nhận chị xấu, mở góc mắt to quá, mí lỗi nặng nhất. Đồng thời cô cũng đưa ra lời khuyên xương máu, thẩm mỹ đẹp khúc đó thôi, nhưng về sau bắt đầu tuột dốc dữ lắm. Khi thấy mắt không đều, liền đi cải thiện, mới đầu nó đẹp lắm, đẹp không nhìn ra, mình là ai luôn mà, nhưng càng về sau càng lộ những khuyết điểm ra liền. Những ngày qua, nam em liên tiếp phát livestream trên mạng xã hội thu hút đông người theo dõi. Nam em gây chú ý khi tiết lộ chuyện cô từng bị nói là người thứ ba trong quá khứ. Cô không muốn làm lớn mọi chuyện, nhưng khi nhận thấy bản thân đang bị trở thành con cờ truyền thông cho người khác nên cần lên tiếng. Cô nói rằng cô và nam đồng nghiệp này cùng quay 7 nụ cười xuân. Ban đầu người đàn ông ấy dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cô đi chơi riêng sau khi ghi hình. Và người này còn ngỏ ý có con với cô và sang nhà riêng của cô để cầu hôn. Cô cũng tiết lộ người này từng chở cô đi khách sạn. Cô đã vô tình trở thành người thứ ba vì theo đồng nghiệp nói rằng chuyện tình cảm của người đàn ông kia với bạn gái đã chấm dứt. Người đẹp gốc Tiền Giang nói thêm, cô và người này từng chia tay rồi hàn gắn, người đàn ông kia đã ngỏ lời cầu hôn. Thế nhưng người kia giữa chừng lại cầu hôn một cô gái khác khiến nam em ngỡ ngàng bật ngửa. Ngoài đề cập đến chuyện cá nhân, nam em còn dùng những câu từ gợi nhắc đến vài người nổi tiếng khác như Ngọc Nữ, Sờ A, Thêm M, Tê Giác, kèm những nội dung tiêu cực. Không chỉ livestream một mình, cô mời chồng sắp cưới, Quế Vân, Duy Mạnh tham gia livestream với mục đích bóc mẽ showbiz.